Với các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh. Center for the Magic, and Orlando controls the tip. Here's Carter on the give to Ross, coming off.
And what's your talent, young man? I can do a high pitch like Ariana Grande. Let's hear.
Quần thì chung đỡ 65, quần này 40 thôi. Chơi rồng đen hay thiết phiến anh em nhỉ? Tôi bảo đi triệu tập cả ngày mà không có lương. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Là 200. Tôi sẽ lên cấp độ thường cho thầy nhá. Chưa lên à? Thành ngọa mất tích rồi á, không tài à? Nhưng thật với các thầy trả phí, tôi sẽ nói về em ngọa cho các thầy xem. Bây giờ lên cấp thường. Các thầy trả phí, nói chung là cũng tội nghiệp lắm các thầy ạ. Đây nó cũng bảo như là thấy bảo không có điều kiện. Tại vì đợt nào tháng trước hắn mới báo 3 lít xong, đợt này chắc là đi canh này cũng thể rơi vào tầm khoảng đôi năm các thầy ạ. Ngọa lên đường rồi, lên từ đêm qua rồi. Mà Huy á, tôi nếu không cài master thì tôi cũng khá người ta. Tờ là hôm nay tôi phải thông báo một cái nhà nhà này đấy này. Cháu ngọa tối hôm qua ở xóm nó hơi dễ dưới. Thấy bảo là thịt con chó ăn xong thế này. Qua hớp bia vào thế là thằng ngọa đồng tiêu. Mời anh em ngậm sâm mới là cái gì vậy? Mới là cái gì sát át nhân 6 đấy. Cái này thì bắt rồi. Mới bảo là bây giờ đang mấy anh sự đang chạy KPI cho nên là ngọa muốn về được ngay trong đêm. Nó phải cỡ tổng 3 lít nhưng mà gia đình cũng không có điều kiện. Tại vì đằng nào tháng trước hắn mới báo 3 lít xong thì đợt này chắc là đi canh này cũng phải rơi vào tầm khoảng đôi năm các thầy ạ. Ngọa lên đường rồi, lên từ đêm qua rồi. Hoàng Huy á, tôi nếu không cài master thì tôi cũng khá lắm rồi. Tôi cắm nguyên ngày hôm qua đến ngày hôm nay mà, thậm chí cả ngày hôm kia. Thế là không ai cứu được, chắc là cái canh này chắc đi sâu các thầy ạ. Không, canh này là cháu nhọ là đi sâu, đi đánh cá sâu. Bây giờ tôi vào đây tôi phải nhận cái sản nhá. Bây giờ mà nhận cái sản sầu thân quá. Thiên hạ mất tìm một nhân tài các thầy ạ. Đây là đống vòng quay này, tổng vệ sinh của tôi là 20 năm cũ đấy, 20 năm cũ mớ này. Đây là ngày hôm qua tôi quay một bình máu to, nó cũng lôi của tôi ra đây. Cái máu này 5 triệu một bình chứ có phải ít ỏi gì đâu. Tôi đề nghị anh em vui tập hợp để tối hôm nay tôi nói về việc trao giải. Tình hình như sau, giải tối nay giải to, hôm nay đáp bốc sớm nhá. Người già có sự kiện gì nhỉ anh em nhỉ? Nguyễn Xuân Tùng nay tao lại không nhận được thông báo à? Cái tại sao nó không nhận được thông báo? Nguyễn Tân Tùng. Mì mua mực nhờ Momo. Mì quét mã Việt QR. Thanh toán mượt mà. Khám phá ngay, chọn quét mã. Momo quét mã Việt QR. Nhập số tiền, xác nhận. Nhanh tiện chính xác. Momo mau. Hôm nay không phải quay. Kim Đức à? Tôi cũng có một thầy ạ. Tôi với các thầy là tình cảm không có cảm nhận cả nha. Cũng chỉ là duyên số sinh ra chúng mình. Nhưng mà cái thằng nhỏ đấy nó đáng thương lắm các thầy ạ. Thấy bảo là
vào trong đấy là hôm nay bắt đầu được chuẩn bị trận chiến buổi đầu tiên rồi mà kiến ô về nhá, kiến quần nào mà dụng chân nào là mất nhiều tiền lắm. Thì tình hình đây là như sau, thì nếu như mà trường hợp sắp tới mà tôi với các thầy đi thăm thằng nhỏ thì tôi mà đi thăm tôi sẽ bảo các thầy trước nhá, cháu chắc là đợt này là cũng không qua được đâu. Đồ đấy cậu chín đấy, ngọc này không phải của tôi, trao giải đã này. 50 cặp PS, 10 cái bùa trao. Đây là giải của Vui, không phải của tôi, và 1 triệu quay. Tôi đề nghị anh em trong Vui tập trung ra đây đã nhá. Anh em trong Vui ra đây ngồi xuống đây. Thằng nào kia, nhá, trông khớm đấy nhá. Đề nghị anh em Vui tập trung. Tập trung. Về lo gen. Xe vào 1 nhá. Đấy. Để bàn việc lớn. Anh em tập trung. Minh Phạm à, đây là giải reset. Đây là giải của Vui. Thằng Giàng A Phò à, mày không phải là người Vui tao nhá. Mày nhập hội nhưng riêng thằng này là bị đưa vào danh sách đặc biệt, rõ chưa nhá. Anh em về đây tập trung. Tổng cộng giải có 50 cặp PS, 10 cái bùa trao và 1 triệu coin. Giải này đâu đó thì tính ra tiền Việt thì nó 50 cặp PS 20.000 Việt Nam đồng một cặp. Vừa 10 cặp là 200, 50 cặp là 1.300.000. Đấy. Tình hình là 1 triệu này cộng 1 triệu quay kia thì thực ra tôi cứ tính rẻ là trong tất tập cái đống này là góp lại là 2 triệu Việt Nam đồng. Đấy. Giải của Vui nha. Bình thường 2 triệu ATM. Đấy. Thế rồi. Chiều mắt từ hát thì chỉ không chỉ cao Nga Phò là không có tiếp kiến. Thế là các thầy ok à, ê đấy nhá. Chuồng ơi, ê nhắn tin cái lớp phải người là cái lớp Tân Vũ à, không nếu chốt thì ok, nhắn tin trong nhóm Vui là xong. Đây là giải của Vui nhá. Văn Hà quán tuần trường đi bán bán quan trọng cái gì rồi, mua giúp thì mua, còn nếu không thì tôi sẽ bán cho Vui khác. Bán cho Vui khác thì nó cũng được cái giá, còn được giá hơn cơ, nhưng mà mình lấy cái giá thôi, lấy chỗ đi lại. Nếu trúng thì chia đều về mua BS, mới mua bóc về đập cho các ông thì chả sướng à. Bạn Phong ở đống này 2 triệu ATM là quá rẻ, còn thêm cả 1 triệu bạc. Phong ca thằng Cu Minh á, thằng đấy tuổi gì à. Lên đi hay. Vài luôn phần 4 tươi gần trên báo nhà đấy. Thế này là đợt đấy em báo xong là lên những tao không, tao cầm cái này bây giờ là tao chỉ gọi là tao ấy quá một cái là tao chót dại mất 50 cặp này là hỏng nha. Ngày xưa em tốt nghiệp với lớp chịu thằng giao bán cho người mới thì thà tôi mua còn hơn. Nhanh gấp. Ờ 88 10 8864 cộng với 4 là 68 nha. Vũ đi nó mới lấy à? Ông bảo đó là tao cần nó lấy ngay chứ bây giờ nó không lấy mà tao choát dại một cái là hỏng nha. Bảo nó cứ vào lấy, tao tin nó nha. Tao tin nó. Gì nữa? Tung trang à? Tung. Hoàng ơi. Không phải nó nốt qua, tôi quay xong nó mới chốt. Chơi bời cáp con như này thì mọi việc đều không nghe, thì mình như thế này. Nó là admin rồi nó nghe ngay. Đây là chỉ là người chơi chứ nó không nghe. Mấy à, thằng này khả năng đang được vào dựa mận rồi. Nó báo gì đây? Hết giờ rồi, quá quay được nữa đâu mà là 1 triệu. Cứ nạp vào. Mà cái này cũng là sinh quen một dòng. Ôi, dây chuyền gió à. Tốt rồi. Còn 24. Gia tăng sức sát thương. DL thì đánh dây chuyền kỹ năng nó phù hợp hơn. Cái này chua lét lẹt nha. Ngoại không được. Không anh em với nhau. Xin các thầy một tí thôi bởi vì em hết tiền rồi.
rồi. Thức rồi. Thức. Thức rồi. Thức. Thức rồi. Thức rồi. Ôi thức. Thức rồi nè, thức rồi. Không nói tôi vẫn vơi được các bạn, đúng không? Đấy, bạn chỉ cần bạn không cần nói tôi vẫn rất đến bạn ảnh nhất mà. Thế là cũng được. Thế nên bạn nhìn đi, đã được đâu. Có mẹ vốn có 5-7 chục thôi mà cầm đến trên tay còn vài 300 triệu rồi mà vẫn có được không? Lúc bắt đầu ở Nhật Bản thì các cơ vợ gần như là huynh đệ, tình đồng nghĩa nặng. Chúng tôi lên tay cái tôi vẫn cho bạn nghe. Lên tay vẫn cho bạn nghe. Vẫn cho bạn nghe. Lên tay cái là phải quát quật quá nha, là từ lúc cần cái kéo dòi đặt quần 24 hoàn dây chuyền xóa 12 nhỉ, đây là một cấp à, đây là hoàn 2-3 rưỡi hoàn tốt, hoàn 2-3 toàn đến 5 tuần. Quần 23 này. Quần 22 rưỡi. Con game này nhìn ra này đang lãi rồi, bây giờ như nó đang đã là Trần Văn bóp mình hay sao không ạ? Quần cái người ta gọi là cái quần chí tôn 4-4-10 nhỉ. Tiểu Long à, được thôi, đơn giản mà. Ai đưa con sum vào đây đi đeo cái găng này vào. Quần 20 nhá. Xong. Quần 20. Bên chân à. Đưa thế nó không bị tuồn đồ. Mà là vấn đề là nếu hợp đồng đầu tiên của tôi với thằng admin đây mà đát ra đồ không dùng đến, tặng anh em vui làm chuyện. Còn lại tôi bỏ tiền túi của tôi ra mà. Mà vui nghĩa là tặng anh em đi gen. Đấy là chứ là nghĩa nha, là duyên số sinh ra chúng mình gọi chưa cầm lấy đi ông nào không Minh Triều nhá. Và thằng Hương Bùn thấy bảo đêm qua cái thằng nhà con Quỳnh này chữa giật ở bên đấy bật lúc nó bị giật giật đấy. Thế là thằng chữa là ôi trời ơi đấy nhá, quần bao thằng sai nhân 4 sản sát thương 5 phản đam 4 HP 44 nhá, ra tiền. Nói chuyện mẹ gì? Cái gì này? Kiếm Robo à? Mang con DK vào đây cầm cái kiếm để chai cho nó tít. Hay con MG đâu rồi nhỉ? 12. Rồi 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 chu vũ à, chu mạnh ơi nha. Thằng nhỏ ăn từ ra nay chắc đi 15 củ tân à. Tân, nếu Tân đủ bản nhá, nếu Tân bản thì Tân gửi cho tao địa chỉ nhà nhá, để tao chơi với Tân. Nó vào lấy 1 triệu và đồ này, đưa cho nó đi. Mạnh ơi, đưa đồ, đưa bùa mới đưa tiền.
đưa cho thằng vã lắm rồi, đi nhanh lên nhá. Tối mai 36 mở ra tao mua quay cho anh em chơi rất nhẹ nhàng ngay nha. Đổi em cái pen à? Ok nha, đơn giản nha. Đổi ngay đi, toàn anh em với nhau cả, duyên thố sinh ra chúng mình nha. Đổi pen gì? 12 à? Đấy dây 10 đúng không? Chuẩn chưa? Chuẩn rồi. Con màu gà đâu rồi? Này, cầm cái kiếm để đeo lên. Dạ, đúng, cứ cầm cái kiếm, thả đi. Bờ gà chủ dây chuyền và nhẫn chưa? Giám đốc công ty lừa nhọn vắt rồi. Hôm nay là buổi live cuối tháng. Nếu như hòa hoặc có thể lỗ tí, tôi sẽ live tiếp. Còn đâu mà nó lỗ đậm thì xin phép các thầy là tôi nghỉ live để sáng mai tôi đi xem nha. Sáng mai tôi xuống nhà cậu Liên để tí thì xem xong là chiều mai tôi về Hà Nội. Các thầy ok chưa nha? Đấy, còn đâu đó thì nghĩa là vẫn như mọi ngày thôi nha. 1.000 rồi đến 2.000 thằng xem mà chỉ có 50 like thôi thì tôi sẽ nghỉ được bút mắt. Thì cái việc này tôi quen rồi. Đấy, ok, đây nó cũng chịu được nha. Cả vua thì vẫn đạp xe. Tao lấy tầng khoảng sắt hoàng của nha. Đây là 1,5 cân sang bên xe Thái Bình này cho tao nhá. Nhá, quá chưa, nếu như thắng thực sự quy định nhá, là đúng tối mai tao có trốn nợ, tao có thể với thắng được, chứ không phải thắng mời bữa dưa chay ăn vào phát ruột lắm. Đây bạch hổ à? Bạch pa tê. Em với nhau 9 phút nữa là đến giờ boss rồi. Ra màn thì thế. Chí tôn cái này à? Công mày thì nó cái bốc này hỏng rồi. Tân à, còn 17 dương hợp kim ném ra trang bị vũ khí cấp 7 ngẫu nhiên nha. 5-3 dòng thì đồ hạt kim phải là cấp 7 chứ, nó phải ra trí tôn chứ. Long toàn tiên sinh. Con DK rồi. Dây phong ma. Không. Vẫn. Đấu giá không có. Mũ Chí Tôn. Xong rồi. Quân mà gà đâu rồi nhọ ơi. À Chu Mạnh ơi. Chu Mạnh. Chu. Tao cũng là You think you know Singapore? Then what's this? And this. And this. It's so much fun! Cái nhà 7 tầng đi chăng nữa. Nà, nà tao cũng nghĩa là em thì có anh có tí việc. Thì anh có đang phải em tâm sự nhỏ nhỏ tí. Anh cứ nói ở bên đi. Ừ, thì đấy, 4, 5, 6 nha, 7. Đỗ rồi, à này, chắc chắn mai giả này, mai, này, có cả dòng vàng cơ mà nha. Áo này, đấy, giày này, toàn 9 cả thôi, hy vọng ra kiên thập tự nha. Sáng, cũng chua nha. Mở gò đi rồi, mạnh ơi, mỏng như mạnh lên. Còn 16 toàn. Dạ, mà tôi cắt quả lỗ 10 mẹ mỏng như solid chị dậu mà cuối cùng là thế này. Mày đi ra cầm đấy, đi nhắn ẩn ra. Còn 14 kiểu mẹ gì, tôi đang còn 16. Về bà. Cung à? Ôi, cung này cấp 7 này. Mang con ép về đây, mang con ép về đây, nhanh. Cung cấp 7, cung này 12 rồi.
Thằng Mizu mày đứng ép vào đây gấp. À hư. Quần 13 quá khả năng về được bờ. Thằng Mizu mày đứng đây làm gì? Cái cung này không có giá dưới triệu bạc đâu nha. Rồi ép đây nha. Không quen nha, không quen nha mày. Quân vừa mẹ là nộp cho bố cái tay rồi, bố còn người chấn của con cái cung này lại phải để admin nó quay tôi là mặt ngoa. Mang con ép lên đây, lên đây để dịch cân thằng nhọa theo tay cho nó mát. Con này chẳng nhẽ không có gậy cung đun không? Phải có gậy cung đun, phải gậy thiên sứ hoặc là phải có cái gì chứ nhỉ? Lại 12 tiếp nha. À nhá, thấy bảo là trong đấy là không? Úp mấy cái gì rồi nhá. Hoặc là ngon gì thấy. Ừ. Mày gọi cho tao bạn trường thì bằng quảng tay Phật lấy giấy thai cho tôi mày hả? À, đúng đúng nha. Toàn tay thoa lấy giấy thôi. Lấy kỹ lắm nha. 7-20-8 mana. Cái này dùng để trai quái thôi. Cái này dùng để cày master thôi. Và dùng cho con búp. À, chú Mạnh ơi, mang con ép lên trên kia đi. Tí là lấy cái này vào. Thời này quần 13 đúng không? Hay quần 10 nhỉ? Quần 10 thì đây là quần 9 rưỡi. À quần 13, quần 12 rưỡi. Không hiểu. Em tin cho tao. Tang này là hỏng đấy nhòa. Cho em cái nỏ, nỏ cũng được kìa. Nỏ toàn giá tiền trăm, tiền triệu thôi. Còn những cái con nhân vật em đưa là toàn ác của em thôi. Một mình em chơi đủ dàn búp rồi mà chứ có cái gì đâu. Hội còn đúng một slot nữa anh. Đấy nha. Quần đâu cái quần 12 toàn Hoa Nam dạ đây. Trong bang là nếu thằng tử tế nhất thì tên của nó là trường tỷ bảy để kiến. Đấy anh nhá. Thả tốt rồi. Toàn tôi cho mình 9 ít gen á. Lên lo gen market. Nhỏ ơi, lên cho anh ấy 5 triệu nha. Trông anh ấy cũng khổ lắm. Nếu tốt thì cho anh thêm 20.000 quay nữa. Lazada 11 tháng 11 sale bom tấn chỉ một ngày giảm đến 50%. Tha hồ sắm đồ mới, độ lại phòng riêng, voucher tích lũy đến 800.000. Chốt đơn ngay. Mình nghèo rồi thì anh đấy cũng không được để cho anh ấy nghèo như mình nữa. Bạn rõ chưa? Quỷ à? 12 11 rưỡi. Nhét mày xuống dưới. Hề nó hỏi câu nào vào trơn. À tận 7 tầng. Bạch. Xem trực ngắm tát đi. Vui vẻ thôi. Gì rồi. Ờ tiên này em xin cặp kiến thức của mọi người của em. Chính xác nha. Những cái đấy thầy nói là em không cãi. Đấy. Bởi vì thầy nói là nó khá của MU còn được tồn tại. Còn được đi những cái bước đi nữa. Các anh và chị đi kiểm tra là cũng có thể nó phổi cho sớm. Thì anh cứ anh cứ gọi cho em sẽ ra là người dắt anh đi để em có tí quen biết. Đúng rồi, nó thằng đấy nói đúng nha. Nó nói đúng, thằng đấy nó nóng gan cho nên là mình là mình phải xin lỗi là dạng của bình thường nó không phải vớ vẩn. 148 chúng tôi bày theo hộp số may mắn đã là 148 mà. Anh Vũ Tuấn Anh nhá. Anh kiểm tra lại gan. Những người bị gan hay nóng. Hay nóng lắm. Mà đàn ông mà nóng giận là nó dùng đất bất đạt. Khả năng của nó như thế nó sớm một đây cho ung thư. Tôi ném mẹ gì nữa nhá. Đấy, coi như hỏng rồi còn gì nữa đâu nhá. Hỏng rồi nhá, hỏng rồi. Còn gì nữa đâu. Âm đâu đó tầm hơn chục củ rồi nhá. Thôi thôi. Mỗi like chục củ hôm nay chính xác là hòa rồi nhá. Triệu quay. Tay làm đâu phải nghĩ. Nghĩ. Mong là có địa chỉ của một trong lũ chúng mày cơ. Anh Vũ Tuấn Anh này thế thì có lẽ anh hơi sai rồi nhá. Anh chờ em tí. Anh Vũ Tuấn Anh chờ. Anh em chưa ban anh ngay đâu nhưng mà anh như thế là anh hơi bị nóng gan, anh chờ anh đợi em đúng một tí ti thôi. Em xin lỗi anh chờ anh đợi. Nhớ ơi alo
Hiện tại là đang ở phường Phú Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 165 Lê Lợi. Em cần người đến tỉ mèo lắm. Đúng rồi thầy. Hưng Long. Rồi, anh Tuấn Anh đây là cái 165 Phan Thiết thì đấy, Bình Thuận nhé, địa chỉ đấy nhé. Chúc anh ngoan miệng. Rồi, à, sáng mai có ông anh Tuấn Anh đi mang những đồng phải ngon nhé. Chúng ta em phải lấy. Rồi nhá. Trong này chỉ có đặc sản là gặp bàn bay đây này. Không, sợ lắm. Tổng cấp massage đầy đủ chứ này. Đấy. Nhà chỉ đấy. Anh em với anh ý. Để cho nào đem rượu hết từ phố đi tập này. Vâng, tôi đã thua mẹ hơn 10 triệu rồi, thêm 1 triệu nữa cũng đánh chết được đâu, để tôi nạp thêm đấy. Đó. Anh ơi, địa chỉ đấy nhá, anh dùng đi. Mẹ nó đã thua thì chớ thông bị nó vào, nó chửi, nó rủa, xong là nó trộn buồn mát đi. Cứ đi à. Ây. Alo. Ơi bạn ơi. Ừ bạn à, bạn đọc cho tôi cái địa chỉ nhà bạn cái gì tí nữa. Sáng mai là tớ vừa gửi cho người nọ đó, giúp hai cái kiếm rồng sáng mai người ta mang cho bạn. Địa chỉ nhà tớ à? Tòa H1 chung cư Phú Sơn. Trường Xã. Thế là tầm khoảng anh Tuấn Anh ấy đầu giờ chiều mai nhỉ? Đầu giờ chiều mai anh mang đến thì bạn nhà bạn lấy nhá. OCK luôn đi. Cái thằng mai lớp kia nó rời vui từ bao giờ thì bạn dặn nó làm gì nhá. Cốn tôi nó 36 nha. Tao đảm bảo bạn mà cuối mai nó ra 3 nháy. Đúng sáng ngày kia bạn tao bắt cái máy bay vào trong bên trong chỗ bạn để anh em mình đi. Còn mai nó không ra còn 36 tôi chặt chốt hàng cái tay rồi tôi tin cho bạn. Thôi rồi nhá. Ờ thế là bạn ở chung cư gì nhỉ? Từ H1 Phú Sơn bạn nhá. Ờ OK. Có Thanh Hóa nhá. Ờ chắc có gì để tớ bảo anh ấy hỏi cái địa chỉ lên số phòng tôi biết. Ôi đây đấy, thầy cứ bảo thầy tìm với bọn đây, thầy muốn làm gì thì làm. Tôi cũng đang xoay cái mũ thế. Romano VIP tập và ngồi hay chút.